chào tất cả các bạn các chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các chị một chiếc xe Honda Win 2 Thái tem lửa bảy số đời cuối 97, tuyệt đẹp luôn. Xe đi từ A đến Z, đầu nào chưa rớt luôn nha các bạn. Và xe chính chủ, một cái xe nó đẹp thì nó mang cái đẹp tổng thể luôn, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Xe là coi như là mua về thì cái xe này phù hợp cho các cô chú lớn tuổi trung niên mình đi nhẹ nhàng. Xe này các bạn thấy không, đầu ốc bao tử, bao test, bao ký giấy sang tên toàn quốc luôn nha các bạn.